Cô chào các em học sinh khối 3 của trường tiểu học Lê Văn Tám. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn tự nhiên xã hội của ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học mới, các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở bài tập, bút và đồng thời chọn cho mình tư thế ngồi học thoải mái nhé. Trước khi mình học bài của ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ ôn lại kiến thức cũ qua bài qua trò chơi nuôi cá. Chú cá này đang đói bụng và có những chiếc bánh quy đang lơ lửng. Thì để lấy được những chiếc bánh quy đó, các em phải trả lời các câu hỏi cho chính xác. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào trò chơi. Câu hỏi đầu tiên. Tim của người ngừng đập khi nào? A. Khi ngủ. B. Khi nghỉ ngơi. Hay C. Khi không còn sống? À, cô nghĩ câu hỏi này rất dễ, đúng không nào? Thì tim của người ngừng đập khi ta không còn sống. Chúc mừng các em. Mình đã lấy được mẫu bánh đầu tiên cho bạn cá rồi. Ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. 2. Những hoạt động nào có lợi cho tim và mạch? A. Vui chơi vừa sức. B. Tập thể thao quá sức. Hay C. Làm việc nặng? Cô nghĩ câu hỏi này cũng rất dễ, đúng không nào? Thì những hoạt động có lợi cho tim mạch đó chính là vui chơi vừa sức. Vậy, chú cá của chúng ta lại có mẫu bánh quy thứ hai rồi. Rồi mình sẽ cùng đi đến câu hỏi thứ ba. Trạng thái nào có lợi cho tim mạch? A. Quá vui, quá xúc động. B. Bình tĩnh, thư thái. Hay C. Tức giận? Trạng thái có lợi cho tim mạch đó là bình tĩnh và thư thái. Chúc mừng các em. Mình lại có một bánh quy kế tiếp cho bạn cá. Còn một bánh quy cuối cùng, cô cùng các em sẽ giải đáp. Để bảo vệ tim mạch, chúng ta cần làm gì? Để bảo vệ tim mạch thì chúng ta phải thường xuyên tập thể dục thể thao, học tập, làm việc và vui chơi vừa sức. Thứ hai, chúng ta phải sống vui khỏe, vui vẻ, tránh xúc động, mạnh hay tức giận. Thứ ba, chúng ta phải ăn uống điều độ, đủ chất và không sử dụng các chất kích thích. Rồi chúc mừng tất cả các em. Chúng ta đã lấy được tất cả mẫu bánh cho bạn cá rồi. Thì bây giờ cô cùng các em sẽ tiếp tục bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về phòng bệnh tim mạch. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có 3 nội dung chính. Ở hoạt động 1, chúng ta sẽ kể tên một số bệnh về tim mạch mà thường gặp. Ở hoạt động 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh thấp tim. Và ở hoạt động thứ 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phòng bệnh thấp tim. Bây giờ, cô và trò chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động 1, kể tên một số bệnh về tim, mạch. Thì cô sẽ giới thiệu cho các em một số bệnh tim gặp, thường gặp. Đầu tiên, các em có thể quan sát lên hình ảnh. Đây, vùng tim, vùng cơ tim bị tổn thương màu tím. Thì đây còn được gọi là bệnh nhồi máu cơ tim. Đây là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, nhất là người già. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo, các em có thể quan sát ảnh. Thì đây là bệnh hở van tim. Nếu mắc bệnh này thì sẽ không điều hòa được lượng máu đi nuôi cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiếp đến, các em thấy tim có thể, đây là quả tim bình thường và kế bên là quả tim bị phình to. Thì ở đây người ta gọi là bệnh tim to. Hoặc là quả tim nhỏ hơn thì được gọi là bệnh tim nhỏ. Bệnh này đều ảnh hưởng đến lượng máu đi nuôi cơ thể của con người và gây ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe của con người. Và cuối cùng, bệnh thấp tim. Đây là bệnh mà các em cần chú ý vì đây là bệnh thường gặp ở trẻ em và là bệnh nguy hiểm nhất. Vậy để biết bệnh thấp tim nguy hiểm như thế nào thì mình sẽ sang hoạt động thứ hai, tìm hiểu về bệnh thấp tim. Đầu tiên, các em hãy quan sát tranh trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau. 1. Ở lứa tuổi nào thường hay bị bệnh thấp tim? 2. Bệnh thấp tim nguy hiểm như thế nào? Và 3. Nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim là gì?
À, để trả lời được ba câu hỏi này, cô cùng các em hãy quan sát những hình ảnh trong sách giáo khoa, hoặc các em có thể nhìn lên màn hình và quan sát cùng cô. Đây, hình ảnh đầu tiên là đoạn đối thoại các bạn đang bàn luận về bệnh thấp tim. Các em chú ý quan sát và trả lời ba câu hỏi cô vừa đưa ra. À, sau khi quan sát xong những bức ảnh thì cô nghĩ các em đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi, đúng không nào? Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình và so sánh kết quả với cô xem mình đã tự trả lời đúng hay chưa nhé. Đầu tiên, bệnh về tim mạch thường gặp ở trẻ em là bệnh thấp tim. Vậy bệnh thấp tim dành cho lứa tuổi trẻ em. Câu thứ hai thì bệnh thấp tim rất nguy hiểm. Nó để lại những di chứng nặng nề cho van tim và cuối cùng dẫn đến suy tim. Và cuối cùng, nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim là do bị viêm họng, viêm amidan kéo dài hoặc do thấp khớp cấp không chữa trị kịp thời. Vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về lứa tuổi này, về nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim này. Vậy bây giờ cô trò chúng ta sẽ sang đến hoạt động thứ ba. Đó là cách phòng bệnh thấp tim. Vậy, bệnh thấp tim thường xảy ra do lứa tuổi trẻ em. Vậy mình cần làm gì để phòng bệnh thấp tim? Các em quan sát ảnh 4, 5 và 6. Các em hãy tự tìm cho mình câu trả lời. À, vậy cô trò mình cùng tìm hiểu mình phải cần làm gì để phòng bệnh thấp tim nhé. Đầu tiên các em quan sát ở tranh thứ tư. Các bạn quan sát thấy bạn nhỏ này đang súc miệng bằng nước muối trước khi ngủ. Vậy mình cần phải việc đầu tiên mình làm là súc miệng bằng nước muối trước khi đi ngủ để phòng bệnh viêm họng. Vì viêm họng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim. Tiếp đến, ở tranh thứ năm, các em quan sát thấy bạn nhỏ này đã giữ ấm cổ này, tay này, đầu này, ăn mặc ấm vào thời tiết lạnh. Vậy mình cần phải giữ ấm cổ, ngực, tay, bàn chân để đề phòng cảm lạnh và viêm khớp cấp tính. Vì cảm lạnh, viêm amidan, viêm khớp cấp tính cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim ở trẻ em. Các em quan sát tiếp hình thứ sáu. Các bạn thấy hình thứ sáu là một mâm cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, rau, thịt, cá, đúng không nào? Vậy việc cuối cùng là chúng ta phải ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng phòng chống bệnh tật nói chung và bệnh thấp tim nói riêng. Đây là việc rất quan trọng mà các em có thể thực hiện hàng ngày. Vậy, cô có kết luận như sau. Để phòng bệnh thấp tim, ta cần phải giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân tốt, rèn luyện thân thể hàng ngày để không bị các bệnh viêm họng, viêm amidan kéo dài hoặc viêm khớp cấp. Các em hãy nhớ và thực hiện ăn uống đầy đủ chất hàng ngày. Chúng ta phải rèn luyện thân thể qua việc tập thể dục và hạn chế bị viêm họng, viêm amidan nhé. Thì bài học ngày hôm nay, cô tổng kết như sau. Thấp tim là bệnh nguy hiểm ở trẻ em nhưng lại rất dễ để đề phòng. Thì nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim là do bị viêm họng, viêm amidan kéo dài, do thấp khớp không được chữa trị kịp thời, dứt điểm. Thì cách đề phòng thì chúng ta
giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh cá nhân và rèn luyện thân thể hàng ngày để không bị mắc các bệnh trên. Thì bài học chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi. Về nhà các em xem lại bài phòng bệnh tim mạch và chú ý về bệnh thấp tim do hay xảy ra ở lứa tuổi trẻ em và cách phòng bệnh. Thứ hai, các em xem trước bài hoạt động bài tiết nước tiểu. Cô chào tất cả các em.